Xin phép các thầy cô, tôi bắt đầu đi từ phần hát. Hiện nay thì đối với bộ môn học hát thì lúc sáng Tổng chủ biên Đỗ Thị Minh Chính đã hướng dẫn tới các thầy cô một số các cái phương pháp dạy học tích cực đối với bộ môn học hát. Nhưng đối với trong phần này thì tôi sẽ lưu ý với các thầy cô một số điểm như sau. Thứ nhất là chúng ta đối với học hát, chúng ta không đi sâu phân tích quá sâu về nhạc lý, mà chúng ta chỉ phân tích ở góc độ là lời ca, chia câu hoặc bản nhạc viết ở nhịp bao nhiêu, tính chất âm nhạc như thế nào. Và thứ hai, tức là chúng ta sử dụng phương pháp truyền khẩu để dạy học sinh qua từng câu hát. Và vừa dùng phương pháp truyền khẩu và vừa hát, vừa vỗ đệm, gõ đệm theo nhịp hoặc theo phách mà chúng tôi đã in sẵn trong sách giáo khoa. Phần thứ ba, trong sách giáo khoa của chúng tôi, phần học hát đã có các câu lệnh và được phân cấp theo từng cấp độ 1, 2, 3. Các thầy cô bám sát vào nội dung này để thực hiện tiến trình lên lớp. Thứ tư, sau khi thầy cô đã cho các học sinh học xong phần học hát, chúng ta vẫn thực hiện ghép cả bài bằng bản nhạc karaoke piano có giai điệu. Sau đây chúng tôi xin cung cấp những phần học liệu âm thanh hỗ trợ cho các thầy cô gồm có 7 mục. Các thầy cô ạ, trong phần học hát của chúng ta thì hiện nay chúng bên phía nhà xuất bản cũng như nhóm tác giả đã hỗ trợ học liệu âm thanh gồm có 7 mục như sau. Một bản nhạc mẫu thu âm có giọng hát. Ba bản nhạc hát kết hợp gõ đệm, âm hình 1, âm hình 2, âm hình 3. Cái này nó phục vụ trực tiếp cho cái học kết hợp gõ đệm ở phần học hát đấy ạ. Nó phục vụ cho cái đề mục số 3. Chúng tôi có 3 bản nhạc hát kết hợp gõ đệm âm hình 1, âm hình 2, âm hình 3. Có những bản nhạc thì có những bài hát thì chỉ có 2 âm hình thì chúng tôi sẽ phục vụ 2 âm hình, còn bản nhạc nào mà có tới 3 âm hình chúng tôi cũng phục vụ đầy đủ ạ. Thứ ba là chúng tôi có 3 bản nhạc beat karaoke gồm có piano chạy giai điệu và beat biểu diễn. Như vậy là đối với phần học hát, học liệu điện âm thanh hỗ trợ các thầy cô gồm có 7 bản nhạc. Như vậy các thầy cô đã yên tâm chưa ạ? Vâng, vậy thì trong thực tế giảng dạy, các thầy cô có thể sử dụng bất kỳ một trong 7 bản nhạc này để các thầy cô sử dụng cho học sinh học hát. Các thầy cô mặt ở tất cả các bản nhạc beat karaoke thì có 3 dạng. Một dạng là chúng tôi đệm theo piano, một dạng chúng tôi đệm theo giai điệu dây, vùng một dạng là nhạc beat. Cái dạng nhạc beat là chúng để các thầy cô lấy để đưa vào biểu diễn, tức là cái cuối cùng đấy ạ, cái mức độ cuối cùng đấy ạ. Được chưa các thầy cô? Các thầy cô có hỏi gì về cái phần học hát này nữa không ạ? Về học liệu điện tử đấy ạ. Mình cứ nói tiếp, mình sẽ nói khác. Tốt quá rồi. Vâng, tốt quá rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn các thầy cô. Vâng. Như vậy là các thầy cô rất yên tâm đối với bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng tôi cung cấp cho các thầy cô học liệu về điện, về âm thanh rất là đầy đủ để các thầy cô yên tâm. Tôi xin sang phần thứ hai. Ở phần này các thầy cô, tôi đi vào ví dụ cụ thể, tức là cái phần hát kết hợp với vận động cơ thể theo nhịp. Thì ở những âm hình tiết tấu như thế này thì chúng tôi cũng đưa các cái học liệu âm thanh vào để cho khi các thầy cô show lên cái phần trình diễn PowerPoint của mình, giao bán điện tử của mình, thì các thầy cô thấy rằng là các cái âm thanh nó đưa lên nó vô cùng sống động và nó rất là cuốn hút học sinh. Em bật cho chị được chưa? Cái này có bật được không? Ừ. Không có video, nó chỉ là âm thanh thôi. Đấy. Vâng ạ, mời các thầy cô cùng nghe. Tức là khi chúng tôi đưa âm hình tiết tấu lên thì chúng tôi cũng có hỗ trợ về mặt âm thanh để minh họa cho cái phần âm hình tiết tấu này. Dạ vâng ạ, với âm hình tiết tấu như thế này và với âm thanh chúng tôi hỗ trợ như vậy thì xin hỏi các thầy cô có thể yên tâm để chúng ta có thể tiến trình vào giờ dạy được không ạ? Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, như vậy là với những cái bước như vậy thì chúng ta yên tâm hoàn toàn tuyệt đối là âm hình tiết tấu, bài hát được chúng tôi trang bị học liệu âm thanh rất cẩn thận, chu đáo, từng chi tiết nhỏ một ạ. Cái phần thực hiện bài hát, các bước thực hiện để cái này thì lúc sáng chúng tôi đã làm rồi, chúng tôi xin được chuyển qua. Phần nhạc cụ, cũng sáng nay chúng tôi đã nói rồi. Và cái phần này thì lúc sáng tôi cũng đã hướng dẫn các đồng chí, các thầy cô rồi. Có khi mà lúc sáng tôi và các thầy cô cùng hát cái bài hát đấy mà khi mà chúng tôi thực hiện thì cái phần ngữ liệu về âm thanh có vấn đề, nên bây giờ chúng tôi mời các thầy cô nghe lại. Khi các thầy cô show hình ảnh này lên trên PowerPoint hoặc giáo án điện tử của mình ấy ạ, thì học sinh sẽ nhìn bè nào gõ tiết tấu bằng phách, bè nào gõ bằng thanh phách, bè nào gõ bằng tam ranh, bè nào gõ bằng cảnh tam giác, thì các em sẽ thực hiện theo đúng cái phần tiết tấu của mình. Mời các thầy cô cùng nghe mẫu ạ. Đây là chúng tôi tách bạch riêng ra từng nhạc cụ để tập riêng ạ. Đây là tiết tấu của thanh phách. Sau đó các em tiếp tục tập tiết tấu của triangle. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cả ba nhạc cụ gõ đệm đệm cho bài hát. Mời các thầy cùng nghe. Ba nhạc cụ cùng thực hiện. Xanh ơi xanh thắm, trái bông xanh bay theo tháng năm. Nào ta nắm chặt tay, cho tình thân ai chạy trong tình mình. Ôi sao vui quá, bước chân vào vòng đời thiết tha. Rồi ta biến thành mây, bay vòng thế giới cho thỏa ước mơ. Vâng, như vậy là trải tôi đang hướng dẫn các thầy cô chúng ta khi sử dụng học liệu, chúng ta cũng tập cho học sinh đi từng bước, từng nhạc cụ một thực hiện, sau đó chúng ta mới kết hợp lại như vậy. Xin hỏi các thầy cô, với học liệu cung cấp như vậy thì chúng ta có được đủ yên tâm để thực hiện không ạ? Sinh tôi rất muốn các thầy cô phản hồi từ các đầu cầu ạ. Vâng, rất hay, rất sinh động, tuyệt quá ạ. Đúng rồi, có ạ. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Và như tôi chia sẻ lúc sáng, tôi xin tranh thủ lúc mà cô Vân đang trao đổi về cái thông tin này tương tác, là chúng tôi đưa ra là ba cái phần nhạc cụ hòa tấu như vậy, nhưng thực tế các thầy cô có thể sử dụng cả ba và có thể chỉ cần sử dụng hai thôi. Nhưng nếu cái mặt bằng học sinh còn cái khả năng tương tác về nhạc cụ không được tốt thì chúng ta sẽ sử dụng hai thôi ạ. Và chúng ta có thể sử dụng cả ba cái phần bè đệm khác nhau như này để hòa tấu cùng với nhau, và thậm chí có thể có những cái sáng tạo hơn đấy. Cái điều này hoàn toàn là mở và phụ thuộc vào cái đối tượng học sinh cũng như là cái khả năng sáng tạo của thầy và trò ở các địa phương. Giờ chúng ta sẽ sang. Vâng, cũng trong phần nhạc cụ này tôi cũng muốn trao đổi thêm với các thầy cô như sau. Tất nhiên ở mỗi một địa phương khác nhau và trong những điều kiện cụ thể khác nhau, cũng có thể các thầy cô có sẽ sử dụng những nhạc cụ này để dạy cho các em học sinh. Nhưng ở những cái vùng miền mà cái điều kiện học sinh không có hoặc là mua những nhạc cụ này khó khăn, thì các em có thể sử dụng nhạc cụ của địa phương, đúng không cô? Đúng rồi. Hoặc là sử dụng các học liệu các cái nhạc cụ tự chế. Không nhất thiết là phải làm theo đúng nhạc cụ trong sách giáo khoa chúng tôi yêu cầu ạ. Nghĩa là gõ được đúng hình tiết tấu. Vâng, quan trọng nhất là học sinh làm được, thực hiện được đúng ở mình tiết tấu đấy và đệm được cho bài hát. Còn thực tế là muốn dùng nhạc cụ nào và phải càng phát huy cái khả năng tự làm nhạc cụ của học sinh để các em có thể tạo cái sự sáng tạo trong mỗi học sinh. Vâng. Mà kể cả không có nhạc cụ, ta dùng tay chúng ta gõ được. Dạ vâng ạ. Vâng, rất tôi xin đó. Chuyển sang phần nghe nhạc ạ. Ở trong phần nghe nhạc thì sách giáo khoa của chúng tôi viết đã rất rõ ràng, có các câu lệnh 1, 2, 3 gồm nghe tác phẩm, nêu cảm nhận tác phẩm, và phần thứ ba là nghe và vận động theo nhịp điệu. Học liệu âm thanh hỗ trợ cho các thầy cô đó là video 12 động tác, và tùy thuộc vào từng bài, có những bài chúng tôi cho nhiều động tác, có bài cho ít động tác, và các
thầy cô có thể tùy theo khả năng học sinh và năng lực học sinh của mình chọn lọc động tác phù hợp, có thể dễ hơn, có thể làm khó hơn một chút so với chúng tôi, hoặc có thể lược bớt đi. Có những trường các học sinh mà mặt bằng tốt ấy, thì các thầy cô có thể sử dụng cả 12 động tác để đưa vào cái vận động theo nhạc đấy, hoặc có những thầy chúng ta cảm thấy khó khăn quá, chúng ta chỉ chọn 1-2 động tác tiêu biểu. Sau đây các thầy cô cùng nghe bản nhạc Alongside với các động tác minh họa. Thưa các thầy cô, đối với phần nghe nhạc thì ngoài tác phẩm chúng tôi cung cấp bản nhạc chính, thì chúng tôi còn có những video để hỗ trợ cái phần 3, tức là phần nghe và vận động theo nhịp điệu. Cái phần nghe và vận động theo nhịp điệu này chúng tôi có từng động tác cụ thể, như sáng đồng chí cô Đỗ Thị Minh Chính đã từng nói, vâng, đã từng hướng dẫn. Và đây cái video vừa rồi các thầy cô vừa xem chính là chúng tôi tổng hợp lại những động tác đấy để đưa vào vận động theo cả bài nghe nhạc. Cái bài Alongside thì có các động tác. Vậy xin thưa các thầy cô, phần nghe nhạc thì cũng vẫn giống như cái chương trình âm nhạc cũ thôi. Có điều là các câu lệnh của chúng tôi đưa vào rõ rệt hơn, nó theo đi đúng từng cấp độ. Thứ nhất là cho nghe tác phẩm, thứ hai học sinh phải nêu cảm nhận về tác phẩm, và thứ ba cái điểm mới đó là học sinh nghe tác phẩm và vận động nhịp theo nhịp điệu của tác phẩm. Đấy chính là cái là năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc đấy ạ. Vâng, dạ vâng ạ. Nhấn mạnh vào cái năng lực cảm thụ. Vậy thì ở cái phần nghe nhạc này các thầy cô phải nhấn mạnh vào cái thứ ba. Cố gắng khai thác ở cái thứ ba để phát triển cái năng lực của học sinh. Đây là những động tác mà chúng tôi đang đưa ra đối với các học sinh nữ, và cô chính cũng có nói là chúng ta cũng nên tìm và khai thác những cái động tác mạnh mẽ hơn cho các bạn nam, hoặc có thể các bạn nam sẽ sử dụng các nhạc cụ để gõ đệm theo. Chứ không để một học sinh nào ngồi không. Học sinh nữ thì có thể vận động, nhưng học sinh nam có thể là sử dụng nhạc cụ để chơi, chứ không để một học sinh nào ngồi không trong lớp cả. Vậy xin hỏi các thầy cô, có phần nghe nhạc thầy cô đã rõ chưa ạ? Cho chúng tôi xin được cái sự phản hồi của các thầy cô. Học sinh không chịu thực hiện thì ngượng thì sao ạ? Vấn đề là chúng ta phải xử lý tình huống sư phạm thôi. Cái điều thứ hai đó là học sinh trong một quá trình học, khi chúng ta tạo ra một cái môi trường học sinh thân thiện, cởi mở để tương tác, thì chắc chắn trong thực tế sẽ có những em bị đặc điểm tâm lý các em còn ngại, e ngại. Nhưng chúng ta phải làm các tổ chức các cái hoạt động làm sao mà để lôi cuốn tất cả học sinh vào, và có thể là chúng ta sẽ cùng hoặc là có các bạn cùng hỗ trợ để thực hiện đấy. Và chúng ta cũng tìm xem cái nguyên nhân tại sao học sinh ngại, ngại vì hạn chế cơ thể hay là vì do cái cảm nhận nhịp điệu yếu. Thế chúng ta là giáo viên, chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao các con lại ngại. Thế và chúng ta sẽ từ cái nguyên nhân nào làm cho các con hạn chế, thì chúng ta sẽ có cái giải pháp phù hợp để giúp cho các con bớt đi và dần dần sẽ hòa nhập. Và như tôi đã nói rằng là cái năng lực giao tiếp và hợp tác trong chương trình đưa ra, thì năng lực giao tiếp và hợp tác, cái tự tin và giao tiếp và hợp tác nó chỉ có thể hình thành và phát triển trong quá trình con người ta tương tác, các cái tình cảm xã hội cũng như là giao tiếp về mặt ngôn ngữ cũng như là nhịp điệu âm nhạc. Thì cái điều này thì các thầy cô chia sẻ thì vâng, lớp 6 thì rất là thích làm, đúng rồi, chỉ có lớp 8, lớp 9 là lớn rồi, đúng không ạ? Thưa các thầy cô, đến lớp 8, lớp 9 thì chúng tôi sẽ đưa những cái động tác khác và những phương pháp khác vào ạ. Bây giờ chúng ta đang tiếp theo ở chương trình lớp 6 ạ. Và tôi xin thưa với thầy cô là khi mà đưa cái học liệu âm thanh và học video này vào để giúp các thầy cô, có tức là có những thầy giáo hạn chế về cái khả năng vận động này, hoặc là những cô giáo đã có lớn tuổi rất ngại vận động trước học sinh, rụt rè hoặc thẹn trước học sinh, thì chúng ta cũng đã, đây là một cái giải pháp để cho các thầy cô chỉ cần trình chiếu video lên, thì học sinh nó, các bạn ấy sẽ rất hứng thú và sẽ tự làm theo được ạ. Chúng ta có thể sang trong nội dung tiếp theo đấy, một cái học liệu tiếp theo cũng rất là thú vị đấy ạ. Bài Alongside chúng ta vừa nghe rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang. Đây là các cái động tác mà lúc sáng chúng tôi vừa hướng dẫn đấy ạ. Phần thứ ba tôi xin đi vào phần đọc nhạc ạ. Vâng. Đọc nhạc chúng tôi có hai phần, là đọc thứ nhất là đọc nhạc chúng tôi đã phân tích buổi sáng, và đọc nhạc kết hợp các động tác hoạt động. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn đi sâu vào cái phần cái học liệu của đọc nhạc như thế nào, thì mời các thầy cô theo dõi. Học liệu hỗ trợ cho các thầy cô là một bản nhạc piano có giai điệu, nốt nhạc chạy đổi màu tạo sự bắt mắt cho học sinh. Một bản karaoke có giai điệu và kèm theo lời ca, nốt nhạc cũng chạy, và trên đầu bản nhạc thì có đánh nhịp. Và cái sự đánh nhịp này cũng đổi màu để cho học sinh tiện theo dõi. Mời các thầy cô cùng theo dõi ạ. Em bật cho chị này. Thank you.
nhịp ạ. Vâng, thưa các thầy cô, đến giờ phút này chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng trong tất cả các bộ phân môn của môn âm nhạc thì đọc nhạc và nhạc lý là hai phân môn mà chúng ta rất lúng túng và rất cảm thấy rất khó khăn khi đến đưa đến học sinh. Vậy tôi hỏi rằng với cái phương pháp chúng tôi đưa viết cách viết tiếp cận trên sách giáo khoa và với phương pháp chúng tôi đưa ra và các học liệu âm thanh như thế này thì tôi muốn hỏi các thầy cô nhận xét về bản nhạc, nhận xét về học liệu âm thanh có đã giúp các thầy cô có thể yên tâm về bộ môn đọc nhạc chưa ạ? Tư liệu thì rất là phong phú và cái cách mà chúng tôi tạo cái cơ hội cho các thầy cô khai thác cũng rất là dễ dàng. Cái điều quan trọng là thầy cô sẽ là người chuyển động lực và đưa cái truyền động lực cho các con và cái cảm hứng để học nhạc. Tất cả những cái phương tiện và học liệu điện tử hỗ trợ bên cạnh cái việc đổi mới phương pháp của giáo viên sẽ cùng với cái nền tảng các con được học từ cấp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới sẽ là cái điều mà chỉ giúp cho các con tiếp cận cái môn đọc nhạc này, cái học phần đọc nhạc này sẽ rất là hấp dẫn, nó sẽ không bị khô khan như là cái mà chúng ta đang thực hành. Bởi vì có thế này ạ, ở đây chương trình đã quan trọng phát triển đến cả ba năng lực và cái năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc đã được đưa lên đứng cùng với năng lực thể hiện và năng lực sáng tạo. Cho nên là khi mà các con đã được học lý thuyết, đã được cảm nhận được rồi thì cái việc đọc nhạc lúc này đối với các con sẽ không khó khăn, bởi vì cái tai các con đã được nghe, đã được rèn luyện, đã được thẩm thấu cao độ và tiết tấu ngay từ cấp 1, từ lớp 1 cho đến lớp 5 và bây giờ sang lớp 6. Các thầy cô hoàn toàn là với các con học theo chương trình sách giáo khoa mới, nó có một hệ thống về kiến thức nó nâng cao dần lên và bản thân các con đã được cảm nhận, đã được rèn luyện thì lúc này các con đã hình thành cái tri thức, cái kinh nghiệm cũng như là cái khả năng cảm thụ cao độ và tiết tấu rất là tốt, chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều. Và cái trở lại ví dụ tôi xin nhấn là tại sao ở đây có nốt hoa thăng, là vì trong cái chủ đề này có liên quan đến dấu hóa bất thường và chúng tôi đã sử dụng một cái bài đọc nhạc do các tác giả viết và có cái dấu pha, có dấu thăng ở nốt pha để áp dụng vận dụng luôn cái nốt son pha son re đô. Đấy, thì tôi cũng lý giải thêm một bài đọc nhạc về hình ảnh và tư liệu như vậy. Vâng. Xin thưa các thầy cô là thế này, đối với bài tập đọc nhạc ở chương trình cũ thì chúng như tôi buổi sáng chúng tôi đã từng nói, tức là bài đọc nhạc chương trình cũ rất là dài và rất là khó. Vâng, nhưng mà đến với bài tập đọc nhạc này chúng tôi đã giảm thiểu về mặt dung lượng đi rất nhiều, còn có một nửa rất là ngắn, có hai dòng nhạc thôi ạ. Vâng, với lượng nốt rất là ít thì tôi tin chắc rằng và cao độ không quá nhiều, quá phức tạp. Thì tôi nghĩ rằng với học sinh lớp 6 như thế này thì các em hoàn toàn chủ động để chiếm lĩnh tri thức cũng như thể là nhận diện được vị trí nốt nhạc đấy ạ. Vâng, tôi rất cảm ơn ạ. Một ý kiến comment là hay lắm cô ơi, như thế này em chỉ muốn làm học sinh. Vâng, đúng là như thế ạ. Tôi cũng muốn làm học sinh chứ không phải dừng các thầy cô, bởi vì từ sáng đến giờ tôi nghe những tư liệu học liệu này thì tôi cũng không thể kiềm chế được những cái cảm xúc của mình, bắt buộc là phải vận động và phải cảm nhận theo nhịp điệu âm nhạc. Có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Vâng, tôi đang muốn trả lời một câu hỏi là ở học sinh lớp 6 học dấu hóa bất thường nghe chừng hơi quá khó cô ạ, hơi quá sức. Cái này mời cô tổng thống trả lời. Cái này cô tôi xin phép trả lời này. Thứ nhất là báo cáo các thầy cô là chúng tôi là viết là bám sát cái nội dung và cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Thưa các thầy cô, ở đây có tính chất đầu tiên là yêu cầu các con nhận biết. Đấy, nhận biết là giống như là nốt nhạc, nốt trắng, nốt đen ấy, nốt pha, nốt son ấy, thì đây có một cái ký hiệu nữa là dấu thăng, dấu dáng để nâng cao hay hạ thấp cao độ. Đấy là việc đầu tiên là nhận thức các con nhận biết. Cái thứ hai là bước đầu các con sẽ biết vận dụng, thì trong những cái bài đọc nhạc đơn giản chúng tôi đã đưa vào để cho các con vận dụng, để các con có cái khái niệm về cách thực hiện. Chứ còn chúng ta không yêu cầu học sinh thực hiện quá nhiều, bởi vì ngay bản thân trong chương trình cũng chỉ điểm xuyết thôi. Bởi vì sao? Trên cái hành tiến trình của học lý thuyết này thì các con phải biết được, dần dần phải biết được tất cả những cái ký hiệu, những ngôn ngữ của âm nhạc, đúng không ạ? Thế chứ còn không phải là các con sẽ phải thực hiện hoàn toàn, mà các con chỉ giải thích. Dấu hóa bất thường ấy ạ, giải thích ấy ạ. Thì thưa các thầy cô là chúng tôi sẽ giải thích là, bởi vì theo cái tiến trình của môn học thì chúng ta sẽ nói là có các bậc cơ bản, chúng ta đã đọc, học sinh đã đọc gam do re mi fa sol la si do, do si la do, và mi đấy là các bậc. Và trong âm nhạc các thầy cô nói rằng là sẽ có những lúc các âm thanh được nâng lên hay hạ xuống một chút để tạo ra cái sự thể hiện các cái hình tượng âm nhạc một cách phong phú. Các thầy cô có thể lấy chính từ cái bài hát mà sáng chúng tôi đã
bạn tích hợp vào chính là bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng. Một vòng tròn xoe xoay giữa bầu trời, họa si bê siêu về ôm mặt trời. Và sang đến đoạn 2 thì các dấu hóa đó đã bình lên để trở thành giọng đô trưởng. Đấy, hay là một những cái bài hát mà thông thường học sinh có thể nghe rất rất nhiều các bài hát quen thuộc, vì chúng ta sẽ giải thích là trong âm nhạc sẽ có những cái bậc cơ bản, đồng thời sẽ có những cái bậc được nâng cao hay hạ thấp, và chúng ta ví dụ vào trong các bài hát. Đấy, đó là mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ bâng ra đời, và các bậc chuyển hóa này là hoàn toàn nằm trong mạch lý thuyết quy định tại chương trình. Tuy nhiên các thầy cô cứ đọc sách và nghiên cứu sách, các thầy cô sẽ thấy cách tiếp cận của chúng tôi hết sức nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Cái điều quan trọng là về mặt nhận thức, các con nhìn bản nhạc các con nhận ra đây là dấu thăng dấu giáng. Nếu các con học đàn các con sẽ biết học từng nhạc cụ cụ thể thì các con sẽ chơi được, thì cái đó là riêng. Còn nếu các con không học nhạc cụ hoặc là không học thanh nhạc chuyên thì các con khi nhìn vào cái bản nhạc cũng biết được các cái ký hiệu này để thực hành. Và vẫn trở lại cái ví dụ như tôi nói lúc sáng là gì, chúng ta ở lớp 6 và lớp 7, lớp 8, 9 là bắt đầu chúng ta hướng đến dạy học phát triển năng lực để dẫn tới cái định hướng nghề nghiệp. Đấy, cho nên ở đây chủ yếu là liên quan đến cách nhận biết và biết cách thực hiện, và thực hiện trong những trường hợp cụ thể ở một những cái bài chúng tôi đưa thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn lời giải thích. Vâng, lời giải thích của tôi đã đáp ứng được yêu cầu của cô chị ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng, bài hát nắng xuân, bài tập độc nhạc số 5 Nắng Xuân là một bài tập độc nhạc trong chương trình trong chủ đề 7, và ở chủ đề 7 là có phần lý thuyết âm nhạc. Đây phần lý thuyết âm nhạc của chúng tôi là các bậc chuyển hóa và dấu hóa. Không, chính vì lý do đó mà chúng tôi mới đưa bài tập độc nhạc có một dấu thăng bất thường ở đây để giải thích và để gọi là để cho các em thực hành luôn, để phục vụ cả lý thuyết linh nội dung nữa. Cách tiếp cận rất nhẹ nhàng dạ. Và chúng tôi chỉ để đúng một nốt để cho học sinh cảm nhận được. Vậy là phần độc nhạc đã các thầy cô đã thỏa mãn và đã hiểu được chưa? Tôi xin phép được đi phần tiếp theo. Em chuyển đi. Chuyển về slide. Vâng. Chúng tôi tiếp tục đi phần lý thuyết âm nhạc. Đấy thì vừa xong lần ghép vào đây rồi, cho nên chuyển. Ở phần lý thuyết âm nhạc các thầy cô chú ý, thứ nhất là theo phương pháp mới phát triển năng lực thì chúng ta cho học sinh việc đầu tiên là phải khám phá. Sau đó học sinh sẽ đưa ra nhận xét. Từ nhận xét rồi các em đưa ra những kết luận ban đầu, và giáo viên sẽ là người cuối cùng chốt lại kiến thức để đưa ra định nghĩa và khái niệm. Học liệu âm thanh kèm theo cho các thầy cô cho phần học lý thuyết âm nhạc là hiệu ứng âm thanh. Bây giờ tôi sẽ mời các thầy cô chúng ta cùng xem học liệu mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ chúng ta muốn dạy học sinh về dấu thăng, tôi sẽ đưa ví dụ là một nốt pha và một nốt pha thăng. Sau đó chúng tôi sẽ có âm thanh hiệu ứng lên. Mời các thầy cô nghe. Sau khi cho học sinh nghe xong, chúng ta sẽ đặt câu hỏi để học sinh trả lời về cao độ của hai nốt này. Thì học sinh sẽ phải phát hiện ra nốt pha thứ hai thăng có cao độ cao hơn nốt pha đầu. Mời các thầy cô nghe lại. Từ đó học sinh đã nghe được, sẽ có gì? Đưa ra nhận xét. Và nhận xét của các em sẽ là gì? Nốt pha có dấu thăng thì sẽ có cao độ cao hơn nốt pha đằng trước. Dạ vâng, như vậy ạ. Chúng tôi đi tiếp ví dụ tiếp theo với dấu giáng. Cũng tương tự như thế. Đối với dấu hóa suốt, các thầy cô sẽ giải thích với... Em lượn trước đi. Rồi. Đối với dấu hóa suốt thì các thầy cô sẽ cho học sinh nhận biết vị trí của ba dấu thăng và những nốt tiếp theo bị ảnh hưởng của ba dấu thăng này. Các thầy cô thấy tất cả các mũi tên đỏ là những nốt đang bị ảnh hưởng của ba dấu thăng kia. Và học sinh sẽ phải tìm tên nốt này. Thứ nhất là phải xác định được các cái dấu thăng tên là gì. Phải tìm được các nốt có cùng tên với các dấu thăng. Và chúng tôi đã chỉ xuống thành các mũi tên đỏ, tức là có những nốt chịu ảnh hưởng của dấu thăng. Học sinh sẽ phải khám phá, sẽ phải nhận xét, sau đó đưa ra kết luận là những nốt có cùng tên với những dấu thăng kia là đều bị thăng. Và giáo viên sẽ là người chốt. Giáo viên là người chốt cuối cùng, khẳng định đưa ra định nghĩa khái niệm dấu hóa suốt hay còn gọi là dấu hóa theo khóa. Nó được đặt ở đầu khung nhạc,
sau khóa nhạc và nó có tác dụng xuyên suốt cả bản nhạc và bài hát. Đấy. Như vậy là với phần tiếp cận này thì các thầy cô thấy rằng là việc đưa kiến thức đến cho học sinh bao giờ cũng bắt đầu từ khám phá. Trực quan trước. Rồi trực quan có thể bằng quan sát, có thể bằng nghe âm thanh. Và sau đó thì học sinh đưa ra nhận xét và đưa ra những nhận định ban đầu và giáo viên là người cuối cùng chốt. Đấy. Tức là học liệu âm thanh đã hỗ trợ các thầy cô. Sau khi các thầy cô đã giải thích và cùng khám phá với học sinh xong và đưa ra kết luận thì chúng ta sẽ có học liệu âm thanh kèm theo để cho minh họa cho cái phần nhạc lý này, thì chắc chắn học sinh sẽ hiểu và không bị lơ mơ như cái thời kỳ trước chúng ta dùng cái phương pháp cũ là cứ lùng quanh mãi cô thầy cô và học sinh cứ luẩn quẩn mãi không tìm ra được cái lý do nguyên nhân nào. Vâng. Tiếp theo đi ạ. Ở dấu hóa bất thường, các thầy cô chú ý. Dấu hóa bất thường đầu tiên các thầy cô sẽ cho học sinh quan sát. Học sinh sẽ phát hiện ra rằng có một nốt son và có số thăng. Và tìm một nốt son đằng sau nữa cũng bị thăng. Thì các em sẽ hiểu rằng đằng sau ô nhịp tiếp theo nữa lại có một nốt son. Tại sao nốt son đằng sau cùng lại không bị thăng mà chỉ nốt son đằng trước trong cùng ô nhịp với nốt son bị thăng kia lại bị ảnh hưởng thăng. Tức là cái đấy là học sinh phải phát hiện ra. Thì sau khi học sinh phát hiện ra thì chúng ta sẽ, các em đưa ra những nhận định ban đầu hoặc có thể đặt ra những câu hỏi, những băn khoăn. Thì lúc đó giáo viên mới chốt vấn đề là dấu hóa bất thường nó sẽ xuất hiện bất kỳ chỗ nào trong bài hát, bản nhạc. Nó chỉ có tác dụng với một ô nhịp vào trong một quãng tám. Tại sao lại? Thôi. Vâng. Dấu thăng bất thường thì chỉ có giá trị với chính nốt đó và các nốt cùng tên với nó trong một ô nhịp. Các thầy cô chú ý nhé. Để giải thích cái việc là nốt son thứ nhất bị thăng, nốt son thứ hai trong cùng ô nhịp cũng thăng và nốt son thứ ba là nốt son ở ô nhịp khác thì không còn bị ảnh hưởng thăng nữa. Về phần này các thầy cô đã hiểu chưa ạ? Hiểu cho hết rồi. Ôi sao thế nhỉ? Sao đi. Sao nó lại lượng đến đâu ấy nhỉ? Em chỉnh lại cái trang đấy chị. Rồi. Thưởng thức sáng cũng nói sang phần thưởng thức âm nhạc. Lúc sáng chúng tôi đã nói cho các thầy cô rồi và chúng tôi sẽ cung cấp cái học liệu của thưởng thức âm nhạc. Chị chả hiểu trận đến đâu luôn. Chị chỉnh gì? Tiến cho vào đây. À. Ở phần thưởng thức âm nhạc, chúng tôi có hai nội dung, một là giới thiệu nhạc cụ, hai là giới thiệu tác giả. Nếu giới thiệu nhạc cụ thì các thầy cô sẽ cho học sinh nghe tác phẩm do nhạc cụ biểu diễn trước, rồi mới tìm hiểu nhạc cụ. Còn đối với phần giới thiệu tác giả thì các thầy cô cho học sinh tìm hiểu tác giả trước, rồi mới nghe tác phẩm tiêu biểu của họ. Đây, tất cả những bước này chúng tôi đều thể hiện rất rõ trên sách giáo khoa và các thầy cô cứ đi theo đúng tiến trình này. Về học liệu của cái phần thưởng thức âm nhạc thì chúng tôi cũng có tất cả các bản nhạc mẫu hoặc là đường link, hoặc đường link âm nhạc để của tác phẩm để gửi tới các thầy cô. Có đường link để cập nhật cho tiếp ấy. Cho qua hết chỗ lý thuyết rồi đi. Tiến lên ở đây chị. Thôi, đến phần nhạc cụ đi, em quay lại phần nhạc cụ đấy. Về phần nhạc cụ, thứ nhất, giáo viên không nhất thiết phải chọn dạy cả hai nhạc cụ mà chúng tôi đã viết trong sách. Các thầy cô có thể đề xuất chọn luôn. Và các thầy cô có thể thay thế bằng các nhạc cụ. Tức là chỗ này tôi xin phép chỗ này trình bày đấy. Thứ nhất là về nhạc cụ thì ở đây chúng tôi cũng là viết theo chương trình của chương trình môn học. Đó. Tuy nhiên rằng là về nhạc cụ thì nơi nào có điều kiện thì học, còn không thì chúng ta vẫn nhạc cụ giai điệu ấy ạ, còn không thì chúng ta vẫn học nhạc cụ tiết tấu. Cái thứ hai nữa là nhạc cụ thì các thầy cô được lựa chọn đấy. Còn cái hai nhạc cụ chúng tôi viết trong sách nó chỉ là phần minh họa cho chương trình thôi ạ, chứ không phải là chọn cả hai nhá. Không nhất thiết, cái này không hoàn toàn như thế ạ, mà là chọn một trong hai hoặc các nhạc cụ ở địa phương có, hoặc là chỉ thay nhạc cụ tiết tấu khi mà điều kiện chưa đáp ứng nhá. Cho nên các thầy cô thoải mái ạ, khi nào điều kiện ở địa phương đáp ứng thì chúng ta dạy đấy. Và
Cái phần nhạc cụ thì thôi cũng xin phép trình bày luôn cô Vân ạ. Thì vâng, chúng ta sẽ là học sinh yêu thích và học sinh sẽ học theo nhóm. Thế rồi là chúng ta có thể cho học sinh luyện tập ở lớp, rồi là thông qua các cái hoạt động. Thế rồi và khi mà các học sinh mà luyện tập nhạc cụ thì sẽ kết hợp với, như tôi nói lúc sáng ấy, nó sẽ trở thành những cái tổ hợp, các tiết mục của các cái hoạt động. Mỗi học sinh sẽ làm một cái nhiệm vụ, cho nên là chúng ta sẽ phối hợp để cho học sinh, mỗi một học sinh sẽ làm một nhiệm vụ. Vâng, thế nhưng mà đấy, cái nhạc cụ tự chế và các cái nhạc cụ tiết tấu là những cái nhạc cụ mà các thầy cô có thể khai thác rất nhiều. Đấy, và một cái nhạc cụ nữa chính là body percussion, tức là ngôn ngữ cơ thể, là chúng ta có thể sử dụng các cái vận động giậm tay, vỗ chân, vỗ đùi, rồi vỗ vai, rồi vân vân, búng tay, tất cả những cái mà có một điều có lẽ là trong cái phần nhạc cụ ấy, thì có lẽ là không phải cả lớp bạn nào cũng học nhạc cụ, phải không cô Chính? Vâng. Khả năng của từng bạn, bạn nào mà thích học nhạc cụ, yêu thích nhạc cụ hoặc là muốn khám phá những nhạc cụ hay thích làm nhạc cụ thì các bạn ấy sẽ thích học nhạc cụ. Đúng không ạ? Tức là cái phần nhạc cụ không có phải câu hỏi đâu ạ. Vâng. Nếu không thích học nhạc cụ thì không, cái chương trình này thì chúng ta vẫn cho học sinh và chúng ta sẽ tìm ra một cái cách là các con không học nhạc cụ tiết tấu hay nhạc cụ thì các con sẽ phải sử dụng các cái nhạc cụ tiết tấu là nó có trong quy định của chương trình ạ. Vâng. Sao lại không dạy ạ? Đã là trong chương trình thì chúng ta phải dạy. Chỉ có điều là chúng ta sẽ tìm cái cách tổ chức hoạt động học như thế nào, nhất là đối với nhạc cụ tiết tấu là các con phải thực hiện được. Ngoài nhạc cụ tiết tấu thì có thể nhạc cụ cơ thể. Thế còn ở đây tôi có nhìn thấy cái sự dấu hóa, có lẽ các thầy cô chưa hiểu rõ một chút ạ. Cái ví dụ mà cô Vân đưa ra ấy chỉ là cái cách mà chúng tôi cung cấp ngữ liệu, chứ không phải là chúng tôi đưa ba cái dấu thân ấy ra, có nghĩa là học sinh sẽ phải nhận biết được pha rô son đấy là giọng la trưởng như là chúng ta học trong lý thuyết cơ bản đâu ạ. Không phải thế. Chúng học sinh chỉ nhận biết, giống như tôi nói giải thích lúc nãy về dấu hóa bất thường của dấu hóa ấy, là gì, là các bậc chuyển hóa ấy. Tức là học sinh chỉ nhận thấy là cái dấu hóa đứng ở đầu khuôn đấy là dấu hóa theo khóa và nó có tác dụng trong bản nhạc đó. Ví dụ như là bài hát Hãy Là Để Mặt Trời Luôn Chiếu Sáng là một bài hát trong sách, thì nó có phần đầu có các dấu thăng, các dấu dáng, và sau đó thì có các dấu bình, thì đấy là chỉ nhận biết. Thế còn cái việc mà thực hành thì chỉ là một cái ví dụ rất đơn giản qua cái bài, có đúng một cái bài đọc nhạc ấy, để cho các con bước đầu thôi ạ. Các con bước đầu hiểu và bước đầu thực hành được thôi. Còn sau đó thì các con sẽ tập luyện tập ở những lớp sau, và đến lớp 9, lớp 10 sang cái định hướng ấy, là các con sẽ học sâu. Chứ không phải là yêu cầu các con nhớ. Các thầy cô có thể nhìn cái ví dụ là ba dấu thăng, các thầy cô thấy là nó hơi căng. Nhưng không phải, tôi nhìn thấy một cái phản hồi ở đây, không phải như vậy. Mà chỉ nhìn thấy là vị trí của nó để chỗ đấy, tức là nó là dấu hóa theo khóa đấy. Còn nó để trước nốt nhạc thì nó là dấu hóa bất thường, và dấu hóa thăng thì nó tăng cao, cao lên nửa cung, dấu giao dáng giá thì dấu dáng thì nó thấp xuống nửa cung đấy. Tức là về dấu hóa nó còn rất nhiều những kiến thức khác, nhưng trong phạm vi của chương trình lớp 6 chúng ta chỉ đề cập ở mức độ các con nhận diện được nó đứng ở đâu, nó là bất thường, nó đứng ở đâu, nó là theo khóa, và nó có tác dụng nâng lên hay hạ xuống nửa cung, có vậy thôi ạ. Và còn cái phần thực hành thì rất đơn giản, qua một cái ví dụ bài hát Hãy Để Mặt Trời Luôn Chiếu Sáng và một cái bài đọc nhạc mà cô Vân vừa phân tích nhé, chứ không phải là yêu cầu học sinh đấy đâu. Và học sinh không thích học nhạc cụ. Và chúng ta sẽ đang đi sâu vào phần học liệu. Và cho nên là cái việc tổ chức các hoạt động và điều khiển các hoạt động cho học sinh thì đấy là trách nhiệm của giáo viên. Và chúng ta sẽ phải làm như thế nào để thiết kế những cái hoạt động tốt nhất mà giúp cho học sinh, tạo cái cơ hội cho học sinh. Còn về mặt sách thì chúng tôi đã đưa ra các cái hoạt động rất là cụ thể, rất là rõ ràng, có cơ bản, có phân hóa. Và về học liệu chúng tôi cũng cung cấp rất là chi tiết, cho nên là các thầy cô có thể khai thác để tiếp tục. Vâng, thế còn sang một cái phần tiếp theo là đánh giá kết quả thì sáng chúng tôi cũng đã chia sẻ với các thầy cô rồi. Trả lời nốt câu này đi. Đây, học sinh vẫn... Đúng rồi ạ. Vâng, tức là sáng chúng tôi đã nói rất kỹ cái phần này là ai cũng có nhiệm vụ của mình. Ai mà không thể hát được nữa, nhưng chỉ có giáo viên mới là người hiểu được học sinh. Ai không thể hát được vì dây thanh hoặc là vì những cái lý do về cơ thể thì không thể hát được, thì sẽ cho các bạn ấy gõ nhạc cụ và các bạn ấy vận động phụ họa. Còn nếu ai không chơi được nhạc cụ nữa thì bạn có thể làm vận động phụ họa, hoặc có thể bạn ấy hát. Đấy, đúng không ạ? Thì tất cả những cái đó đều có thể là chúng ta, miễn là chúng ta hiểu học sinh của chúng ta và chúng ta thiết kế những cái dạng hoạt động hoặc những cái tổ hợp bài tập, tôi phải nói là tổ hợp bài tập, tức là có nhiều mảng ghép với nhau để tạo cơ hội cho bạn, và muốn tất cả học sinh đều cùng tham gia vào cái hoạt động đó. Vâng. Bây giờ có lẽ chúng tôi sẽ chuyển sang phần sách giáo viên ạ. Vâng, xin mời chuyển lại PowerPoint sang phần sách giáo viên. Của cô phần sách giáo viên. Thưa các thầy cô, có lẽ là đến một cái nội dung này các thầy cô sẽ rất quan tâm,
Đó là 8 chủ đề của sách. Vâng, bài học thì thiết kế theo chủ đề, rồi các mạch nội dung thì liên kết rất là liên hoàn và có sự hỗ trợ rất là liên kết, liền mạch. Thế thì giờ cách thức tổ chức như thế nào? Thì thưa các thầy cô là với 35 tiết của chương trình thì với cái biên chế của năm học chúng ta có 18 tiết ở học kỳ 1 và 17 tiết ở học kỳ 2. Và học kỳ 1 thì chúng tôi cũng chia 4 chủ đề nằm trong học kỳ 1 trên 18 tiết. Đấy. Và học kỳ 2 cũng 4 chủ đề trên 17 tiết. Và đây là trên cái kế hoạch chúng tôi dự kiến từng tiết một. Các thầy cô có thể quan sát trên slide. Chủ đề 1 là nhớ mãi tuổi học trò, chúng tôi dự kiến là 4 tiết. Đấy. Với tiết 1 là học bài hát con đường học trò và nghe bài hát tháng năm học trò. Và bên cạnh đó là có mục tiêu yêu cầu cần đạt rất là rõ ràng. Các thầy cô có thể xem và có thể trao đổi cùng với chúng tôi xem là cái phần chúng tôi dự kiến về cái nội dung chia từng tiết và cái mục tiêu yêu cầu cần đạt này như thế nào. Vâng. Tiết 2 là các con sẽ gì ạ? Học cái phần thưởng thức âm nhạc là giới thiệu với cái đàn piano và sẽ ôn bài hát con đường học trò. Đấy, như vậy có học mới, có ôn tập kết nối với nhau. Tiết thứ 3 chúng ta sẽ hướng đến vấn đề học lý thuyết là các thuộc tính của âm thanh âm nhạc có 4 yếu tố đấy, cao độ, trường độ, cường độ, sắc thái. Vâng. Thế và chúng ta sẽ cho các con cảm nhận qua các cái ví dụ trực quan và vận dụng vào đọc bài đọc nhạc. Đấy là tiết thứ 3. Và tiết thứ 4 tức là tổng kết của chủ đề thì lúc này các con sẽ là tổ chức các cái được tham gia vào các cái hoạt động mà giáo viên tổ chức các cái hoạt động trò chơi. Ví dụ nhịp điệu đến trường là cái mục vận dụng sáng tạo ở chủ đề 1. Các con sẽ đọc tiết tấu và sáng tạo lời ca. Đấy. Và ở đây chúng tôi có đưa ra các cái lời ca để gợi ý trước cho các con. Sau đó trên cái chủ đề đó các con sẽ được sáng tạo thêm cái lời ca để có thể là phù hợp với chủ đề của bài. Đấy. Ví dụ như là ở đây chúng tôi đã đưa ra trong sách là gì ạ? Là con đường đến trường, nắng vàng hoa tươi, hôm nay đến lớp mình học thật vui, học môn âm nhạc. Tôi ví dụ đấy là những cái câu mà tôi đang đọc một cách rất ngẫu hứng từ những cái câu đó. Giáo viên có thể đưa ra các cái tem, các cái chủ đề như vậy để học sinh có thể là sáng tạo cái lời ca. Thế đây ở đây cũng là một cái sáng tạo cái lời ca theo cái âm hình tiết tấu, thì đấy là cái phần vận dụng sáng tạo. Thế rồi là biểu diễn cái bài hát con đường học trò kết hợp với các cái hình thức đã được học và đặc biệt là có cái ý tưởng sáng tạo của các nhóm. Thế thì chúng tôi dự kiến là cái chủ đề 1 là như vậy. Tương tự như vậy sang chủ đề 2. Chủ đề 2 là cuộc sống tươi đẹp. Các thầy cô có thể quan sát cũng là gồm có 4 tiết. Và cái tiết 1 của chủ đề 2 tức là vào tiết 5 của phân phối chương trình là đời học bài hát đời sống không dài của chúng em. Và bên cạnh đó là có mục tiêu yêu cầu rất là rõ ràng. Đấy, cái này là phân phối chương trình đấy ạ, đúng rồi. Và cái thứ 2 là tiết 2 là nghe nhạc sông đo nếp xanh và ôn lại bài hát đời sống không dài vì có chúng nghe. Đấy. Tiết 3 là ôn luyện nhạc cụ ở tiểu học đã học và bây giờ chúng ta sẽ có cái nội dung ôn luyện chúng tôi đã viết rất là kỹ trong sách giáo khoa cũng như là hướng dẫn ở sách giáo viên. Và phần lý thuyết âm nhạc là nội dung của tiết 3 của chủ đề 2. Và tiết cuối cùng là chúng ta sẽ cho học sinh trình diễn lại bài hát và kết hợp thể hiện những cái ứng tác âm nhạc cũng như là vận dụng các cái tri thức của các bài học để vào các hoạt động vận dụng sáng tạo. Tương tự như vậy, chủ đề 3 là bài hát thầy cô là tất cả. Chúng tôi cũng phân phối chương trình làm 4 tiết. Đấy. Cũng tiết 1 học hát và nghe nhạc. Tiết 2 lý thuyết và ôn bài hát, một chút nhạc lý. Tiết 3 âm nhạc thưởng thức, giới thiệu hình tượng hát bè. Và chúng tôi sẽ vận dụng luôn vào hát cái bài hát thầy cô là tất cả. Thầy cô thì một nhóm bắt đầu mới nối tiếp vào thầy cô. Vâng, một cái cách hát bè đuổi cũng là một cái cách để giúp cho học sinh hiểu về khái niệm hát bè. Thực ra cái điều này các em vẫn đang thực hành rồi, nhưng bây giờ sẽ đưa cái lý thuyết này quy nạp từ thực tế thành cái lý thuyết một cách rất là dung dị, rất là dễ hiểu. Và tiết 4 thì chúng ta vẫn tiếp tục là vận dụng sáng tạo, tức là vận dụng các cái tri thức của bài học vào để mà hoàn thành các nhiệm vụ của bài học và đưa vào cuộc sống. Ở đây chúng ta chủ đề này chúng tôi còn có hướng dẫn làm nhạc cụ tự tạo. Đấy, cũng rất là hay, từ những vật liệu đơn giản và an toàn. Đấy, an toàn và đảm bảo cái thẩm mỹ. Tiếp theo là chủ đề 4. Đấy, toàn bộ là phần phân phối chương trình. Đấy, cũng là chủ đề 4 này thì là ở tiết là ở tiết 13 rồi. Và chúng tôi cũng để 5 tiết. Đấy, thì ở đây có tiết 1 của chủ đề 4 này là học bài hát những ước mơ. Rồi nghe thì là trích đoạn chương 4 của giao hưởng số 9 của Beethoven và ôn bài hát. Tiết 2, tiết 3 là thưởng thức về nhạc sĩ Văn Ký và nghe bài hát bài ca Hy vọng và ôn bài hát những ước mơ. Tiết tiếp theo là nhạc cụ và học các nội dung về nhạc cụ. Và tiết tiếp
cuối cùng của chủ đề, tức là vận dụng sáng tạo. Đấy, cái phần 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 các cái phối chương trình, phân phối chương trình các tiết này rất là rõ. Đấy, các thầy cô có thể tham khảo. Và toàn bộ các cái nội dung này chúng tôi sẽ update trên hành trang số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. À, thực ra ấy, thì cái kiểm tra này ấy, là chúng ta sẽ kiểm tra ngay trong tiết học. Chúng ta sẽ áp dụng, tức là tôi đang nói lúc nãy như chúng ta nói là ngay trong từng tiết chúng ta sẽ đưa ra các cái yêu cầu để đánh giá thường xuyên cho học sinh. Chúng ta có thể dành độ khoảng là 15 đến 20 phút cuối của cái tiết trong chủ đề đó, chúng ta dành những cái bài tập cho học sinh thực hiện theo nhóm, hoặc là cặp đôi, hoặc là nhóm nhỏ đấy, hoặc là theo tổ, để chúng ta có thể đánh giá học sinh, quan sát và đánh giá học sinh để biết là cái mức độ tiến bộ của học sinh như thế nào. Và cái đánh giá thường xuyên này là đánh giá trong từng chủ đề các thầy cô ạ, ngay trong từng tiết học. Tôi ví dụ sau khi học hát xong, đọc nhạc xong, bây giờ là cô sẽ mời nhóm A, nhóm B, hay là bạn A, bạn B, hay là trên tinh thần xung phong của học sinh, thì qua cái việc thực hành của học sinh đấy chúng ta sẽ đánh giá luôn đấy, chứ không phải là chúng ta sẽ dành ra một cái khoảng thời gian gọi là chính là đánh giá, mà cái đánh giá là lồng ghép. Cho nên mới nói là cái đánh giá dạy học phát triển được là đánh giá lồng thường xuyên. Trong câu hỏi cũng có là sự đánh giá, chính cái câu hỏi là cái sự đánh giá các con có nhắc lại được kiến thức không, các con có thực hành được kiến thức hay không, các con có thực hành và có sáng tạo được kiến thức hay không, thì tùy theo cái cấp độ của học sinh. Và cái đánh giá là đánh giá thường xuyên trong tiết học. Cái gì ạ? Ra ma trận đề bài kiểm tra. Vâng, cái này thì các thầy cô sẽ sinh hoạt chuyên môn ở các địa phương để cho nó thống nhất ạ. Chúng ta cứ làm theo đúng cái chương trình. Vâng, chúng ta cứ làm theo đúng chương trình. Chúng ta sẽ đánh giá ngay trong từng chủ đề các thầy cô. Cuối chủ đề là chúng ta sẽ cho tổ chức cái tiết 4 ấy ạ. Cái tiết 4 của mỗi một chủ đề, tiết 4 hoặc tiết 5 tùy theo nhé, là chúng ta sẽ có cái tiết mà học sinh vận dụng tri thức, và chúng ta chính cái tiết đấy là thông qua các hoạt động chúng ta sẽ đánh giá được. Đấy là đánh giá đấy ạ, đánh giá cuối chủ đề và đánh giá trong từng hoạt động học như tôi vừa nói, từng câu hỏi đưa ra, từng cái quan sát học sinh thực hiện, đấy là chúng ta sẽ đánh giá. Và chúng ta sẽ quan sát được cái mức độ tiến bộ, cái sự hoặc là cái sự còn hạn chế của học sinh để chúng ta điều chỉnh cái nội dung và phương pháp cho phù hợp. Đang hỏi kiểm tra định kỳ giữa kỳ. Không có định kỳ giữa kỳ đâu. Cái này chưa sửa. Chúng ta sẽ lưu ý là đánh giá theo chủ đề nhé. Và đến cuối học kỳ và cuối năm học thì chúng ta sẽ có cái đánh giá xếp loại. Vâng. Chứ không như đánh giá cũ đâu ạ nhé. Đánh giá theo thường xuyên. Vâng. Chứ tương tự các chủ đề 6 và chủ đề 7 như vậy, chúng tôi cũng đưa ra các cái tiết rất là rõ ràng, từng tiết một phân phối trong chương trình. Thưa các thầy cô, là cái việc ngoài việc là cung cấp các cái học liệu thì ở đây chúng có một số cái cam kết về sử dụng nguồn tài liệu và các học liệu điện tử. Thì như cô Vân vừa chia sẻ lúc nãy là từng cái học liệu điện tử được rất chi tiết để đưa. Thưa các thầy cô, là trên màn hình các thầy cô quan sát cho chúng tôi là trên nền tảng hành trang số và tập huấn thì có cả đường dây nóng để hỗ trợ là 1900 4503 trong giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, tức là trừ ngày nghỉ, và ngoài giờ là không có người hỗ trợ. Còn trong giờ hành chính và các ngày là đi làm chính quyền là chúng ta có người hỗ trợ đấy. Các câu hỏi liên quan đến hành trang số, rồi kể cả phần hoàn thiện cái tập huấn này, các thầy cô cũng phải vào đấy để hoàn thiện cái phiếu đánh giá sau khi tập huấn. Đấy, trong đó cũng có phiếu đánh giá tập huấn. Và trên cái slide này thì chúng tôi cũng để tránh cái việc là nói thì nó khó thực hiện, chúng tôi cũng đưa hơi nhiều chữ một chút, nhưng mà để giới thiệu rất là rõ, đúng không cô Vân? Tức là hành trang số chấm nhà xuất bản giáo dục chấm vn đấy, và tất cả các thầy cô được truy cập tại cái miền này thì đều có thể cập nhật được sách điện tử, rồi các phiên bản số hóa của sách giáo khoa theo chương trình mới, và cung cấp các học liệu điện tử hỗ trợ cũng như là các công cụ để hỗ trợ việc giảng dạy của các thầy cô. Ví dụ như là thư viện cung cấp kho học liệu điện tử bổ trợ cho chương trình, tức là ngoài những cái học liệu mà kèm theo sách giáo khoa điện tử thì còn có cả các cái học liệu bổ trợ đấy, để tạo thêm cho các thầy cô khám phá, khai phá những cái nguồn học liệu đó để có thể thiết kế các bài học nó phong phú hơn. Thứ hai là các video, các hình ảnh âm thanh hiệu ứng rất là hiện đại và sinh động, như các thầy cô vừa xem cô Vân minh họa một vài cái ví dụ đấy ạ. Và hệ thống bài giảng thì thứ nhất là bài giảng PowerPoint
đấy, và giảng PowerPoint tức là cũng là những cái sẽ hỗ trợ các thầy cô rất là tốt đấy, và cái kho học liệu điện tử và các cái tương tác tham khảo đấy, tức là đưa ra cả các phương án tương tác tham khảo để các thầy cô có thể là chia sẻ hoặc là dựa trên cái của chúng tôi các thầy cô có thể thực hiện. Thì báo cáo các thầy cô là với sách điện tử thì nó rất là tiện lợi ở cái chỗ là sẽ giúp cho học sinh tự học. Tôi ví dụ hôm nay giáo viên có thể nói là ngày hôm sau các con sẽ học chủ đề về những ước mơ, ở bài ước mơ hòa bình, các con hãy về nghiên cứu sách, đúng không ạ? Các con nghiên cứu sách và trả lời cho cô các câu hỏi đấy, thì giáo viên sẽ phải đưa ra các câu hỏi, và hệ thống câu hỏi này chúng tôi cũng đưa ra một số cái gợi ý ở trong sách giáo viên, cũng như là tùy theo cái khả năng của học sinh, giống như là chúng ta sinh viên đi học ấy, là chúng ta đọc sách và giáo viên sẽ giao cho chúng ta các câu hỏi để chúng ta hôm sau đến chúng ta trả lời. Thì cái sách điện tử nó hỗ trợ rất tốt ở chỗ là gì, học sinh sẽ có quyền truy cập vào đây và các con sẽ nghiên cứu bài học trước, sẽ trả lời những câu hỏi của giáo viên chính là những cái nội dung hướng tới cái bài học của cái buổi tiếp theo. Cái thứ hai nữa là đối với những bài hát, các con có thể vào truy cập và nghe bài hát, thậm chí là với những nhiều con có khả năng các con có thể tập hát được theo hát trước. Vâng, có thể tập hát được theo. Thì chỗ này nó sẽ đẻ ra một cái tình huống này, tôi cũng đã có nghe thấy những phản hồi là ôi nhiều khi học sinh nghe xong xong học sinh vẫn hát vẫn sai đấy, thì em dạy lại rất là khó. Thế nhưng có những học sinh mà nghe ở mức độ tai nghe trung bình trở lên là các con có thể nghe, các con tự học được. Và hôm sau đến lớp là giáo viên chỉ có tổ chức các hoạt động để cho các con nắm vững hơn, thành thục hơn, hoặc là vận dụng cái bài hát đó, các cái tri thức các con tự học đó vào trong giải quyết các cái nhiệm vụ bài học và vận dụng vào cuộc sống. Đấy, thế là cái sách này điện tử này nó rất hỗ trợ các thầy cô rất nhiều, không phải là cho giáo viên mà hỗ trợ cho cả học sinh trong vấn đề nghiên cứu và tự học. Đây, cái học văn hóa đọc, đọc sách và tự học cũng là một cách mà chúng ta cũng phải chú trọng thông qua môn âm nhạc, cũng tạo những cái điều kiện cho học sinh phải biết cách tự học, cách đọc tài liệu, và đấy cũng là cái cách học nghiên cứu để sau này các em có thể học ở những bậc học cao hơn. Cái cách học nghiên cứu, cái cách học kiến tạo, cái cách học khám phá, cái tự phát hiện đấy, lại trở lại cái phương pháp cơ bản mà chúng ta chia sẻ lúc sáng, là cái điều rất là quan trọng đấy. Thế thì còn liên quan đến chỗ giáo viên nói là ôi cô ơi, học sinh nghe hát sai, thì thưa các thầy cô rằng là sẽ có những học sinh sẽ luôn luôn hát sai, bởi vì mãi mãi hát sai, đúng rồi, bởi vì các con bị hạn chế. Thì đấy, chúng ta đã có các cái giải pháp khác là sử dụng nhạc cụ, vận động phụ họa, hoặc là các con có thể trả lời những cái bài học, những cái câu hỏi liên quan đến nhận thức, kiến thức của âm nhạc, đến hiểu biết âm nhạc. Thậm chí các con có thể viết một cái bài, viết một bài để giới thiệu về nhạc sĩ, hay về âm nhạc thưởng thức, hay về một nội dung nằm trong chủ đề của bài học, các con có thể chia sẻ. Đấy. Thậm chí nhiều con có thể là ở lớp 6 các con cũng có thể sử dụng thiết kế các PowerPoint đấy để trở thành những cái bài thuyết trình của mình. Đấy cũng là những cái thông qua mà thuyết trình về cái nội dung âm nhạc mà không phải là cái kỹ năng thực hành, thì có rất nhiều các cái bài tập hỗ trợ như vậy. Đấy. Thế thì báo cáo các thầy cô là về tập huấn thì nó có những cái tên miền như thế này, cung cấp tài liệu cho các thầy cô, và các thầy cô có thể tham khảo trên slide và có thể đọc đấy. Kể cả cung cấp tài khoản cho các thầy cô quý lãnh đạo ở sở, các thầy cô quý lãnh đạo các cấp chuyên môn quản lý các thầy cô trực tiếp trên hệ thống này, và hoàn toàn là rất là dễ sử dụng. Và vâng, tí nữa thì sẽ đến phần hướng dẫn ạ. Đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô thôi. Em bật lại chị. Vâng, và bây giờ chị sẽ đến cái phần rất là quan trọng, tức là các thầy cô sẽ là gì ạ? Sẽ thao tác từng bước một để chúng ta làm nào truy cập được. Chưa có tài khoản thì thiết lập tài khoản, mà có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ làm thế nào để truy cập vào hành trang số, để tìm được cái học liệu chúng ta cần và để download về để chúng ta thiết kế thành những cái bài học và tổ chức các cái hoạt động âm nhạc nó phong phú. Vâng, đây, bây giờ xin mời các thầy cô có thể quan sát lên màn hình để xem phần hướng dẫn của cô Thanh Vân ạ. Vâng, xin chào các thầy cô. Cái mà chúng ta, các giáo viên của chúng ta quan tâm nhất, tức là chúng ta đã hiểu được về bộ sách, chúng ta đã được nắm được các phương pháp dạy học tích cực và phát triển năng lực cho học sinh. Nhưng cái quan trọng nhất, tôi tin chắc rằng các thầy cô cũng đang rất quan tâm và đang rất cần, là chúng ta cần có một cái hệ thống học liệu để hỗ trợ chúng ta trong cái việc tiến trình dạy học cũng như trong tổ chức các hoạt động cho học sinh. Xin thưa các thầy cô, các học liệu hỗ trợ dạy học của chúng tôi bao gồm tài liệu tập huấn giáo viên âm nhạc lớp 6, sách giáo viên âm nhạc 6 và bài tập âm nhạc 6. Bây giờ... Bỏ qua đây của chị đấy chứ? Không, của cô Vân đấy à? Đúng, của em.
Bây giờ đúng nút trên đó. Ừ. Một tiếng nút trên. Em lùi đến cái phần khai thác dữ liệu điện đây. Tử. Đây rồi. Thưa các thầy cô, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô về khai thác các dữ liệu điện tử. Thứ nhất, chúng ta cùng làm theo ạ. Các thầy cô hãy chuẩn bị máy tính. Xin hỏi các thầy cô ở các điểm cầu có sẵn một vài máy tính để chúng ta cùng thực hiện chưa ạ? Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô ạ. Chúng ta bắt đầu tiến hành ạ. Thứ nhất là tôi có 3 cái tài liệu để hướng dẫn các thầy cô. Đầu tiên, trên cả hành trang số, các thầy cô vào Google đi ạ. Bước 1 ạ. Vào Google Chrome hoặc Cốc Cốc. Xong chưa ạ? Chúng ta cứ làm chậm chậm từng bước một để chúng ta đi vào được. Và người này làm được thì sẽ hướng dẫn cho được người kia. Bước 2 ạ. Gõ tìm hành trang số. Các thầy cô gõ hành trang số chấm nhà xuất bản giáo dục chấm vn. Bước 3. Vào đây các thầy cô phải đăng ký tài khoản ạ. Tôi sẽ chờ các thầy cô ngồi đăng ký tài khoản ạ. Em ơi, hiện nay trên hành trang số là không đang cho vào thoải mái, không bắt đăng ký đúng không? Vâng, có một thời kỳ thì đến giờ phút này thì hiện nay là hành trang số không yêu cầu đăng ký tài khoản, thì các thầy các cô đi bước tiếp theo là bước 4 ạ. Các thầy cô chọn lớp ạ. Và chúng ta đang là lớp 6. Các thầy cô có nhìn thấy là một dãy từ lớp 1 cho đến lớp 12 không ạ? Chúng ta sẽ chọn lớp 6. Tôi đang hướng dẫn các thầy cô trên màn hình ạ. Các thầy cô có thể nhìn vào từng bước tôi đang chỉnh đi ạ. Lớp 2 và lớp 6 đúng ạ. Vì năm học này là năm học chúng ta đang triển khai lớp 2 và lớp 6 ạ. Có 2 bộ sách, vậy thì bộ sách của chúng ta sẽ là chọn bộ kết nối. Thầy cô thấy chưa ạ? Chọn bộ sách kết nối tri thức. Các thầy cô có thể dùng máy ảnh của mình chụp lại cái trang này của tôi ạ. Để về nhà, nếu chưa làm được thì về nhà chúng ta tiếp tục làm lại ạ. Sau khi chọn bộ sách kết nối thì chúng ta sẽ chọn vào sách âm nhạc ạ. Xin hỏi các đầu cầu các thầy cô đã thực hiện được chưa ạ? Dạ vâng, rất cảm ơn các thầy cô. Nếu đầu cầu nào các thầy cô chưa làm được, chúng ta lại chụp lại màn hình trên máy của tôi và sau đó các thầy cô làm lại từng bước. Và tôi đã chụp và ghi rất rõ từng bước một ạ. Đây chị thì chị Chính này. Hướng dẫn các đồng chí dạy làm từng bước một vào mầm luôn. Vâng, như vậy là với hành trang số ở trên đây, như lúc nãy Tổng chủ biên Đỗ Mỹ Thị Minh Chính đã nói, là chúng ta khai thác được sách các học liệu về sách giáo khoa, sách giáo viên và một số các học liệu như giáo án điện tử và một số các học liệu khác. Vâng, những đồng chí nào, những thầy cô nào mà chưa thực hiện được thì chúng ta chụp hình ảnh lại và sau đó chúng ta về nhà tập làm lại ạ. Tôi xin được đi phần thứ hai. Như vậy là tôi đang hướng dẫn các thầy cô là bước 1 là vào hành trang số để tìm tài liệu ạ. Trong này thì bao gồm có sách giáo khoa, sách giáo viên và các cái giáo án điện tử. Và cũng có những học liệu âm thanh trong đây nữa đấy ạ. Vâng. Chúng ta đi phần 2. Cái này là cái quan trọng nhất ạ. Ở phần 2 là cái học liệu âm thanh, là cái học liệu mà khi mà chúng rất vô cùng quan trọng với giáo viên âm nhạc để chúng ta đưa vào các hoạt động dạy học ở trên lớp. Xin hỏi các đầu cầu chúng ta đã sẵn sàng chuyển vào học liệu âm thanh chưa ạ? Để tôi bắt đầu đi từng bước ạ.
biểu tượng nốt nhạc ấy ạ, hình tròn mà tôi để ở dưới ạ. Vâng vâng, rất nhiều người vào được rồi ạ. Nhấn vào biểu tượng đấy và các thầy cô sẽ phải làm bước 4 là rất nhiều thủ tục làm. Mời các thầy cô, việc thứ nhất là bấm vào chữ đăng ký kênh màu đỏ. Các thầy cô có tìm thấy cái chữ bấm đăng ký kênh không ạ? Đăng ký đấy ạ, nó là một cái màu đỏ. Rồi, mời thầy cô đăng nhập ạ. Đăng nhập thì họ yêu cầu các thầy cô đăng ký bằng Gmail. Thì các thầy cô sẽ đăng ký bằng Gmail cá nhân của mình đi ạ. Vâng, rất nhiều thầy cô làm được ạ. Sau đó các thầy cô nhập mật khẩu Gmail của mình. Bấm đăng ký. Vâng, sau khi bấm đăng ký xong thì sẽ hiện chữ là đã đăng ký, như vậy là đã ok ạ. Vâng, rất nhiều thầy cô đã làm được ạ. Tôi nghĩ rằng là tôi hướng dẫn từng bước như này các thầy cô sẽ làm rất là dễ. Vâng, rất cảm ơn các thầy cô. Vâng, vậy thì hiện nay các thầy cô đã thấy hiện lên một dãy các cái file âm nhạc. Trong đó file đầu tiên đó là cái video về phân phối chương trình đấy ạ. Vâng vâng, đúng ạ, toàn hát đấy ạ. Gồm có 7 cái mục hát đấy ạ. Tức là chúng tôi đang phục vụ, chúng tôi mới tải lên được một bài hát, nhưng mà chúng tôi đã làm nhạc 7 bản nhạc để cho các thầy cô ạ. Vâng vâng, thấy hết rồi ạ. Vâng, tốt quá. Vậy tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô, khi chúng ta đã vào được đến đây rồi, các thầy cô có muốn tải các cái bản nhạc đấy về trên máy của mình. Nếu các thầy cô muốn tải file MP4 thì các thầy cô ở bên trái, bên cạnh cái tải xuống nhá, thì bên trái là một cái ô mà chúng ta nhấn vào đó nó sẽ có cái Full HD, có nghĩa là chúng ta tải MP4. Nếu muốn tải MP4 chạy karaoke ấy, thì chúng ta sẽ chọn là Full HD. Vâng, nếu các thầy cô chỉ muốn tải MP3 thì các thầy cô sẽ lùi xuống phía dưới và chọn Medium. Được chưa ạ? Ôi, rất nhiều thầy cô đã làm được rồi, tôi rất mừng. Vì thực ra là cái vấn đề lúng túng về cái lên tìm hiểu trang học liệu và tải đúng trang. Và tôi cũng nói luôn, hiện nay trên các cái trang chợ ấy, họ cũng vào rất nhiều các cái học liệu âm thanh. Nhưng các thầy cô nên nhớ này, học liệu âm thanh của Bộ Kết nối Tri thức với Cuộc sống, chúng tôi cung cấp cho các thầy cô là những học liệu chính thống và chuẩn nhất so với sách giáo khoa, được kiểm định rõ ràng. Còn những cái trang khác ấy, họ làm nhiều khi là bị sai nốt nhạc rất là nhiều. Chúng tôi đã kiểm định rồi, sai nốt nhạc nhiều. Họ đã tung ra được đến 6 bài hát đến 7 bài hát rồi đấy, mà chúng tôi mới tung ra một bài hát với. Vâng. Nhưng mà ý là các thầy cô phải tải tài liệu về một cách chính thống. Vì trong đó là có cái bài Mưa Rơi ấy, là họ làm sai, cho nên chúng ta lại phải tải nhạc một cách chuẩn nhất. Các thầy cô chú ý ạ, chúng ta chỉ bấm vào đúng cái học liệu âm nhạc Bộ Kết nối với cái biểu tượng của chúng ta, và chúng ta có những cái gì trên đấy chúng ta thì tải về ạ. Vâng. Sau khi bước 4 các thầy cô đã làm xong, các thầy cô muốn tải MP4, muốn tải MP3 là tùy ý. Và sau đó có cái phần comment ấy ạ. Có cái phần comment ấy là thầy cô có thể trao đổi nhận xét và những đóng góp hay những mong muốn gì thì các thầy cô có thể trao đổi trực tiếp trên đấy ạ. Vâng, như vậy đã được chưa các thầy cô? Đường link cũng chúng tôi cũng đã cung cấp luôn cho các thầy cô rồi ạ. Nhưng mà chúng tôi đi từng bước này thì tôi nghĩ là nó sẽ rõ ràng hơn ạ. Bước thứ 5. Vâng, trong quá trình tải các thầy cô vào đúng nguồn học liệu âm nhạc Bộ Kết nối Tri thức với cuộc sống để cung cấp chuẩn nhạc và tải miễn phí. Xin thưa các thầy cô là chúng ta được tải miễn phí. Nếu các thầy cô còn chưa hiểu thì các thầy cô sẽ, chúng tôi đã vừa cung cấp đường link ngay ở phía dưới để các thầy cô vào ạ. Vì sao tôi lại muốn các thầy cô tải học liệu âm thanh về máy tính? Vì tiếp theo là các thầy cô phải tải các cái mã cốt để hỗ trợ tải liệu phần học tải học liệu âm thanh về máy tính, máy điện thoại. Như vậy phần này đã xong chưa các thầy cô?
À, bài dàn nhạc trong vườn là cũng của bộ kết nối, nhưng mà nó của lớp 2 ạ. Lớp 2, vâng. Kho tư liệu này là kho tư liệu chung. Nhẽ ra phải làm riêng chị nhỉ? Lẫn. Xin thưa các thầy cô, lại hướng dẫn lại phần tải ạ. Hiện nay trên màn hình của tôi, từng bước một tôi vẫn đang để nguyên, các thầy cô có thể làm lại từ lần lượt từng bước một đi ạ. Nếu chưa tải được, mời các thầy cô chụp hình ảnh lại trên màn hình và về nhà tiếp tục làm lại ạ. Xin hỏi các đầu cầu, chúng ta sẽ chuyển đi phần tiếp theo được không ạ? Lớp 6 có rồi ạ, lớp 6 có 7 bản nhạc đấy ạ. Vâng, vậy thì những ai, những điểm cầu nào các thầy cô làm được thì các thầy cô cố gắng hướng dẫn cho những người còn lại ạ. Chúng tôi đi tiếp theo ạ. 3. Học liệu âm thanh tải mã code về điện thoại ạ. Vâng, thưa thầy cô, vì lúc nãy tôi có nói với các thầy cô là các bạn phải vào trình duyệt cốc ạ, chứ không thể vào trình duyệt khác được ạ. Phải vào trình duyệt cốc mới thực hiện được ạ. Cứ bảo không làm. Chúng tôi hướng dẫn tiếp theo ạ, học liệu âm thanh tải mã code về điện thoại ạ. Bước 1. Các thầy cô mở chế độ Wi-Fi hoặc 3G, 4G trên máy điện thoại của mình ạ. Các thầy cô thực hiện được trên điện thoại chưa ạ? Cho tôi xin phản hồi của các thầy cô ạ. Bước 2 ạ. Mời các thầy cô vào phần CH Play ạ. Tìm trên điện thoại đi ạ. iPhone nó có luôn đúng không? Ừ. Nếu các thầy cô dùng iPhone thì nó có luôn quét mã rồi ạ. Còn các điện thoại thông minh khác thì vẫn phải vào phần này để tải ạ. iPhone có sẵn rồi các thầy cô nhá. Bước 3. Các thầy cô thực hiện tải mã đúng không? Vâng ạ, các thầy cô thực hiện tải mã QR scan. Vâng. Ừ. Đúng rồi, iPhone chỉ đưa chụp ảnh là họ đọc luôn. Ừ. Đúng rồi. Thầy cô đến bước 3 chưa ạ? Cả tải xong chưa ạ? Tải cái này cũng mất mấy phút đấy. Các thầy cô gõ tải QR scan đấy ạ. iPhone thì các thầy cô trực tiếp mở gì nhỉ? Mở máy ảnh ra. Nếu thầy cô dùng iPhone thì không cần các bước 1, bước 2, bước 3 mà một lát nữa cho các thầy cô mở trực tiếp máy ảnh ra để chụp ạ. Chúng ta đang tiến hành từng bước một để tìm đến mã code đấy ạ. Và sau khi tải xong thì các thầy cô thấy rằng cái mã code ấy, nó đã hiện lên phía dưới cùng, các thầy cô thấy chưa ạ?
Cái này không có cái bấm đỏ đỏ để cho họ xem nhỉ? Chị muốn khoanh vào cái chỗ này cho họ nhìn thấy là cái biểu tượng của cái này về này. Đúng rồi ạ. Cái biểu tượng mã 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 quét đấy ạ. Nó nằm ngay ở trên màn hình của chúng ta luôn đấy ạ. Đúng rồi, chúng ta đang cài đặt vào điện thoại đấy ạ. Cái mã quét này khi mình tìm ở đâu nhỉ? À, trong cái đường link kia đúng không? Trong cái đường link hướng dẫn của nhập chuyển của chị là có đấy. Đúng rồi. Em chuyển cái mã đường link lên đi. Thì để các thầy cô vào đấy. Đó, có cái link hướng dẫn em gửi lại đi. Lúc này là lúc nó mới cần cái đấy đấy. Em có link à? Em vào mail của chị đi. Lấy cái link đó ra. iPhone thì các thầy cô có thể lấy trực tiếp camera của mình. Tôi sẽ chuyển đường link cho các thầy cô để các thầy cô tìm mã code ạ. Bây giờ các thầy cô đã tải được QR scan trên máy chưa? Có biểu tượng chưa? Và bước 4 là chúng ta sẽ dùng camera của cái mã này, của cái ứng dụng này, chúng ta quét lên cái mã code để hiện ra bản nhạc. Vâng ạ. Thế bây giờ tôi sẽ chuyển cho các thầy cô cái đường link để tìm ra mã code ạ. Em thấy không? Đây. Trên em chị có của nhà giới thiệu điệu này. Đấy. Em mở đấy. Vâng, thưa các thầy cô, tôi đang chuyển lên đường link cho các thầy cô về cái tìm mã code đấy ạ. Vừa là hướng dẫn tải học liệu âm thanh, vừa là tải mã code về đấy ạ. Đúng rồi. Họ không xem được vì chữ nhỏ quá. Các thầy cô chỉ việc dơ máy ảnh vào đây là được ạ. Nhưng mà lấy máy ảnh iPhone thì lấy máy ảnh camera của các thầy cô nhé. Còn cái máy Android bình thường ấy thì các thầy cô chỉ việc đưa cho các thầy cô mở cái ứng dụng ấy. Mở cái ứng dụng các thầy cô vừa mới download cái ứng dụng cái gì nhỉ? QR scan ấy. Đấy, các thầy cô phải mở cái máy đấy ra thì nó sẽ hiện lên. Đây đây, để tôi sẽ vào ạ. Xin thưa các thầy cô, đây là điện thoại của tôi ạ. Tôi sẽ vào ứng dụng ạ. Vâng, ứng dụng như này. Và trên ứng dụng này nó sẽ có một cái đi tìm hình ảnh ạ. Tôi sẽ vào đây ạ. Tôi sẽ vào. Đây, tôi sẽ vào phần các phần scan của tôi. Đây, mã code của tôi đây, tôi nhấn vào. Được chưa? Sau khi tôi nhấn vào thì đường link đã được hiện ra và lúc này tôi sẽ sử dụng được bản nhạc. Được chưa quý thầy cô? Tôi thao tác lại ạ. Tôi đang cung cấp cho các thầy cô mã code của học liệu âm nhạc lớp 7, lớp 6. Bây giờ từ điện thoại của các thầy cô vừa mới tải về, các thầy cô vào ứng dụng ạ. Đây, ứng dụng đây ạ. Các thầy cô nhìn thấy rõ không ạ? Khi vào ứng dụng nó sẽ hiện là như thế này. Sau đó các thầy cô nhấn vào cái phần tìm hình ảnh. Vào cái hình ảnh của mình, bộ lưu trữ hình ảnh của mình ấy, thì có các mã code đây. Tôi nhấn chọn một mã code. Khi tôi đưa mã code vào, lập tức đường link hiện ra và tôi vào đường link để nghe nhạc. Xin hỏi các thầy cô đã làm được chưa? À vâng, rất ok, vâng, rất cảm ơn các thầy cô. Em phải lấy cam à? Em phải lấy ứng dụng của chị mới được chứ? À không, cứ dứt khoát phải sử ứng dụng. Xin thưa các thầy cô, nếu thầy cô nào mà muốn chưa chụp được các cái cung mã code thì các thầy cô có thể sử dụng số điện thoại hoặc là chúng tôi sẽ cung cấp ngay chiều nay. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các thầy cô toàn bộ mã code của những cái này để trước tiên là các thầy cô về thực nghiệm thí điểm trước. Để sau này về làm dần thì các thầy cô sẽ tải liên tục, chúng tôi sẽ đưa các cái học liệu âm thanh lên thì các thầy cô sẽ về nhà tiếp tục tải và làm ạ.
Vâng vâng ạ, rất nhiều đầu cầu tôi thấy các thầy cô đã làm được rồi ạ. iPhone thì thế này, iPhone các thầy cô mở trực tiếp camera bình thường của thầy cô ra và các thầy cô chụp lên hẳn mã code là nó vào được luôn đấy ạ. Vâng, rất nhiều thầy cô là đã làm được rồi, xin cảm ơn các thầy cô. Tiện, vâng, rất tiện. Như vậy có một vấn đề là nếu tôi trả lời câu hỏi là những ở những địa phương các thầy cô không có lớp học riêng hoặc không có các phương tiện để giảng dạy trên giáo án điện tử thì chỉ cần với điện thoại thông minh của mình các thầy cô có thể tải mã code trên máy, chụp mã code trên máy và các thầy cô đưa ứng dụng vào, đưa mã code vào và sẽ được ra được đường link và như vậy là các thầy cô đã hoàn toàn chủ động có âm thanh, có âm nhạc để dạy một tiết học rất vô tư trên lớp ạ. Vâng, và để cho âm thanh nó được to hơn thì các thầy cô chỉ chuẩn bị thêm một cái loa con loa Bluetooth. Vâng, để âm thanh được khuếch tán rộng cho cả một lớp học đi ạ. Vâng. Như vậy xin hỏi các thầy cô, các đầu cầu như vậy đã các thầy cô đã hiểu các cách mà chúng tôi tiến hành hướng dẫn các thầy cô tải các học liệu âm thanh về cho mình chưa ạ? À vâng, được rồi ạ. Vâng, đã hiểu rồi. Vâng, xin thầy cảm ơn các thầy cô. Xin thưa các thầy cô, hiện nay là sách lớp 6 chúng tôi mới thực hiện đưa lên được một mình cái bài đời sống, bài gì nhỉ chị nhỉ? Quên rồi. Được cái bài, được có học liệu của một bài hát thôi và chúng tôi đang tiếp tục sản xuất và tiếp tục đưa lên. Từ giờ cho đến đầu năm học mới các thầy cô liên tục cập nhật vào các cái phần mềm này để chúng ta liên tục download tải được các cái tài liệu âm thanh về phục vụ cho việc giảng dạy của mình trong cả năm học. Vâng, sau đây là chúng tôi đang hướng dẫn đến thầy cô đến bước 5 vào ứng dụng trên điện thoại hiện camera, đưa mã code vừa chụp vào hiện đường link nhạc cần dùng. Vậy là đã xong 5 bước. Các thầy cô theo dõi trên màn hình và từng bước thể hiện trên điện thoại như sau. Vâng, trên điện thoại thứ nhất là hiện cái phần mềm chúng ta đã tải QR scan về. Thứ hai là chúng ta sẽ vào cái phần để tìm hình ảnh. Bước 3 ở trong đây là chúng ta sẽ tìm đến hình ảnh mà chúng ta scan mã code để chúng ta đưa vào để tìm đường link. Và thứ tư, đường link đã được hiện ra và chúng ta sử dụng âm thanh. Mời các thầy cô chụp lại toàn bộ màn hình để chúng ta về thực hiện thao tác tiếp ạ. Xin thưa các thầy cô, để nếu thầy cô mà vẫn chưa tải được thì các thầy cô có thể gửi về số điện thoại của tôi để tôi gửi trực tiếp về cho các thầy cô, hoặc các thầy cô sẽ truy cập vào cái trang Facebook sách giáo khoa âm nhạc 6 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Vâng, đấy là trang chung đấy ạ. Ngay sau buổi học ngày hôm nay, tập huấn ngày hôm nay thì mời các thầy cô sẽ chúng ta cùng truy cập về cái tôi xin vâng vâng tôi xin giới thiệu đến thầy cô là cái đúng rồi. Xin mời thầy cô chúng ta cùng nhìn lên ạ. Đây chính là cái sách giáo khoa âm nhạc 6 bộ kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Các thầy cô gõ vào đây và chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ dữ liệu và các cái mã code lên trên này cho các thầy cô để các thầy cô tiện theo dõi và tải về nếu như ai chưa tải được ạ. Em chụp không? À, rồi. Quay lại mã code. Em đưa lên đi. Xin thưa các thầy cô là mã code và tất cả mọi cái chúng tôi sẽ đưa lên trên Facebook của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ạ. Không. Sách giáo khoa âm nhạc 6 là cái này này. Sách giáo khoa âm nhạc 6. Chị ơi đưa cái này nhá, đưa cái này từ trước này mình làm nhá. Vâng. Vâng. Đây ạ, chúng tôi đang trình chiếu lên cái Facebook sách giáo khoa âm nhạc 6 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Nếu trong ngày hôm nay các thầy cô vẫn chưa thực hiện được thì sau ngày hôm nay
Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ mã code lên trên này và các đường link hướng dẫn ạ. Chị ơi, rất nhiều người làm được và một số thầy cô đang đứng đúng. Gì đấy? Vâng, thưa các thầy cô, vậy là sau buổi học tập huấn ngày hôm nay thì những băn khoăn các thầy cô sẽ vào sách giáo khoa âm nhạc 6 bộ kết nối tri thức với cuộc sống để chúng ta cùng trao đổi, thảo luận và cũng tìm kiếm các cái đường link và cũng chia sẻ những cái mã code mới cũng như những cái học liệu âm nhạc mới mà chúng tôi sẽ được đưa lên. Nhưng mà tốt nhất là các thầy cô nên chủ động rồi vào cái trang mà chúng tôi vừa hướng dẫn các thầy cô vào, mà tiện nhất là trên cái điện thoại. Điện thoại là lúc nào nó cũng ở trên tay chúng ta và chúng ta có thể lên lớp không cần máy tính, mà chúng ta chỉ cần điện thoại trên tay là chúng ta có thể thực hiện được một giờ dạy âm nhạc rất là hiệu quả rồi ạ. Em mới xong nhá, xong phần này chị Chính hết xong rồi. Thưa các thầy cô, về cái phần học liệu điện tử thì các thầy cô còn thắc mắc gì nữa không ạ? Còn băn khoăn gì cần hỏi nữa không ạ? Vâng ạ, mã code của mỗi một chủ đề nó khác. Hiện nay chúng tôi mới tung lên có mã code của một chủ đề thôi ạ. Mà một mình phần hát thôi ạ, sau này chúng tôi chuyển lên đến đâu các thầy cô theo dõi và tải về đến đấy ạ.